Ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết 154 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Tại đây, Thủ tướng phân tích sâu các nhiệm vụ giải pháp để phát triển vùng Đông Nam Bộ với phương châm tư duy đổi mới, đột phá mới, giá trị mới. Tư duy đổi mới, đó là phải phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, chân trời cửa biển của vùng, không trông chờ ỷ lại. Theo Thủ tướng, phải dựa vào nội lực là cơ bản, chiến lược và lâu dài. Nội lực ở đây là con người, thiên nhiên, truyền thống, lịch sử, văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh thêm, tư duy đổi mới còn là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ không có nghĩa là tự cung tự cấp, tự khoanh mình lại, mà theo Thủ tướng là phải tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Mọi chính sách phải hướng đến người dân tham gia vào xây dựng chính sách một cách dân chủ, công bằng, bình đẳng. Một yếu tố nữa, đó là đột phá mới. Phải có cơ chế chính sách đột phá xuất phát từ thực tiễn. Khi đó, cơ chế chính sách tạo ra nguồn lực bắt đầu từ thực tế. Theo Thủ tướng, để tận dụng mọi nguồn lực, cần có nhiều cách thức. Phương thức huy động các nguồn lực từ nhà nước, người dân, nhà đầu tư trong và ngoài nước, và cả nguồn lực được tích lũy qua nhiều năm của vùng. Trong đó, Thủ tướng gợi ý huy động nguồn lực hợp tác công tư với các hình thức như lãnh đạo công, quản trị tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Một hình thức nữa đó là đầu tư công, quản lý tư, đầu tư tư, sử dụng công. Ngoài ra, vùng phải hình thành trung tâm tài chính quốc tế để huy động nguồn lực và có quỹ phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của vùng Đông Nam Bộ. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tăng năng suất lao động, trở thành phong trào xu thế phát triển trong vùng, đột phá về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị. Một trong những đột phá nữa mà Thủ tướng nhắc tới đó là hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh lành mạnh. Trong đó đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, trong đó chăm lo nhà ở cho công nhân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng, với đất nước. Cuối cùng, giá trị mới mang lại đó là tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, giá trị đóng góp vào ngân sách cao hơn, so sánh thu nhập bình quân đầu người của vùng với các nước trong khu vực và quốc tế. Cùng với đó phấn đấu chỉ số phát triển con người cao hơn, ngang tầm với các nước phát triển, hạ tầng kết nối vùng, cả nước và quốc tế, phải tốt nhất cả nước, trong khu vực và quốc tế. Những giá trị mới khác, đó là khắc phục được những tồn tại mà nhân dân bức xúc, đó là tắc nghẽn giao thông, môi trường sống suy thoái, biến đổi khí hậu. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vùng Đông Nam Bộ phải đi đầu tiêu biểu của cả nước về phát triển chuyển đổi số, phát triển xanh bao trùm toàn diện, đồng thời khẳng định giá trị mới lớn nhất của vùng chính là góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân được hạnh phúc ấm no. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ công bố thỏa thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trong vùng Đông Nam Bộ với các đối tác, nhà đầu tư. Theo đó có tổng số 20 dự án với hơn 10 tỷ đô la Mỹ và hơn 5.000 tỷ đồng ở các lĩnh vực lọc hóa dầu, điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch, đô thị.